Combo mới là bụng dữ không trẻ là đây. Quay vô giùm anh bụng dữ không trẻ là mình chỉ giật đầu lòng ra mình làm. Là mình sẽ không trẻ lóc dữ. Đó. Thì cái này là theo cái quan điểm riêng của chủ xe á nha. Phát cho mượn cái đèn cho anh Khoa. Thì quan điểm riêng chủ xe á, là chủ xe nói á, là đừng trẻ máy. Đó là nó là vậy các bạn. Thì mình chỉ can thiệp là đầu, lòng, nồi cho chủ xe. Camera quay qua bên bộ phận bên kia giùm mình luôn. Là bên đây là lóc nồi nè, cũng là không mở. Đó. Rồi, là một đúng không? Thì bây giờ nếu vậy là mình sẽ làm gì cho chủ xe? Chủ xe nói thì xe anh không chạy. Ít chạy lắm đây. Nhưng mà giờ anh thích làm cho nó nhẹ nhẹ hơn chút. Ông nói 1 năm anh đi chừng 2-3 lần à. Ở đây là quen pha này của anh là xe đẹp nha các bạn. Thì ở đây là em sẽ làm cho anh lại bài cũ. Hồi xưa giờ em hay làm là chán 52. Cũ của anh là cũng đang đi chán 52 nè các bạn. Nhưng mà bích tâm lỡm. Đó. Còn em bây giờ là đây camera tới xét cho mình ha. Bích tâm lỡm là gì? Là lỡm xuống luôn. Là người ta dớt lỡm mới thực sự trái này trái bằng nè. Bởi vì người ta không xử lý được dạng hơi. Còn đây em sẽ sử dụng lại cho ảnh là trái Bersit trái 52 đầu bằng đó. Và các bạn thấy trái của em nó ngắn hơn trái của ảnh không? Thấp chủng à. Có lý do hết nha. Đó. Rồi đầu thì trên xe mình sẽ lấy lòng. Vỏ lòng thì trên xe sẽ lấy làm lại. Đầu trên xe sẽ lấy làm lại. Khi lấy cái đầu này em làm lại em đi xăng phen 110. Rồi lỗ xăng lỗ bô là em móc hút xả nè, nhẹ cho ảnh. Móc hút xả xong là em sẽ đi cam cò lăn mà gắn được cho xe zin. Đây là ở đây nguyên cái đầu này là em sẽ lấy setup sẵn nè. Là ở đây là cò lăn nè, cam nè, cam này là cam Vĩnh Long mẫu thứ N quá nhiều rồi, cam Vĩnh Long quá nhiều mẫu. Cam nè, cò nè, gắn vô xe zin 100% là lụm, không có canh chỉnh gì hết. Từ cái cung của con cò nè cho tới gói cam cò đều rất là êm. Anh em không bị cái tiếng mà re 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 khi nó nóng là một. Anh em không có bị tình trạng là đù đuối. Đó. Mình phải set up sẵn hết các bạn. Số bắp ở đây là số bắp xe zin luôn, số bắp CNC. Đó. Làm lại cho chủ xe. Thì sau này anh em ví dụ mà muốn á thì có thể là làm bài này. Nhưng nè, bắt đầu vô nè. Không đảm bảo nha. Tại sao cái xe quay và xe rim phát coi anh xe quay này năm nhiêu. Thì quay này là quay 202 tới bây giờ là 22 năm. Là bằng tuổi các bạn đang coi clip mình luôn á. Họ lớn hơn luôn á. Còn những người lớn tuổi mà không nói là đúng không. Bây giờ tay dên rồi nè. Khoa quay tay dên bắt đầu nó rơ. Thì ở đây là thực sự là xe người ta đi á, người ta chỉ muốn là nó nhẹ nhàng hơn chút xíu thôi. Đó. Chứ còn mà thực sự mà có những anh em á mà vừa muốn á là êm bền nhẹ xuất sắc á thì thực sự là không có chuyện đó các bạn. Bởi vì một cái tay dên này bắt đầu là tới giai đoạn là 22 năm trời là bắt đầu nó tới giai đoạn là nó nhão. Thì các bạn muốn ấm tuyệt đối bắt buộc các bạn phải chạy máy à. Còn ở đây là làm theo yêu cầu chủ xe. Ảnh cũng dễ tính lắm, ảnh sửa mình chiếc xe này là chiếc xe thứ 5 thứ 6 rồi. Ảnh nói tay cứ làm cho anh đi, làm đầu lòng rồi thôi, chạy nhẹ nhàng. Ở đây là em sẽ thiết kế thêm một bình xăng 110 nữa, là em sẽ gắn là trái 52 Bersit nè. Đầu là xăng phen 110 nè, móc hút xả xăng bô nè, đi cam cò lăn nè. Bình xăng con 110 nè. Bô đồ là vẫn giữ zin hết. Tiến bộ không thay đổi nha các bạn. Em cảm ơn các bạn.